Hello tất cả mọi người nha, mình là Bustegu đây. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn đúng 80 máu thôi nha, ở round 2 chấm như này. Nhưng mà cũng khá là ảo ma luôn anh em ơi. Tại vì ngay từ đầu game round 2.1 á, là mình cũng đang có được một cái loại vàng. Đó chính là liều ăn nhiều nha. Khi mọi người thua càng nhiều á, chủ thua càng cao. Và sau khi mọi người thắng lại bất kỳ một cái trận đấu nào á, thì nó sẽ nổ hũ nha mọi người ơi. Chủ thua càng cao thì cái phần quà á, nó sẽ càng bự. Nhưng mà cái ảo ở đây á là đầu game có cái ông kia bán hết tướng luôn nha mọi người. Và mình á cũng là như vậy nha, bán hết tất cả tướng luôn. Xong mà hai ông gặp nhau anh em ơi, tự thua nhau luôn. Thế nó mới ảo chưa. Và thế là tự nhiên mất luôn cái chủ thua anh em ơi. Đúng thèm luôn á. Như hồi xưa anh em ơi, nếu mà có hai ông gặp nhau mà bán hết tướng đúng không, nó sẽ gọi là 50-50. Có ông thắng có ông thua anh em. Nhưng mà bây giờ khi mà cả hai ông cùng bán hết tướng nha, thì chắc chắn hai ông đều thua luôn. Đều thua luôn anh em ơi. Và thế là mình mất chuỗi luôn, mất hũ luôn rồi nè. Đúng xàm luôn á chứ. Nhưng mà làm sao, và đó cũng là được một cái chủ thua hai trận lại luôn rồi nha. Và mình đang rất là giàu anh em ơi, khi mà đang tầm level 5 và gần 80 tiền rồi. Chắc là mình lên thẳng level 7 luôn anh em à, để mà roll kiếm thử tướng 5 tiền ở round 2 chấm nha. Đây. Ui xời ơi, roll kìa. Ui xời ơi, what the hell. Roll tướng 5 tiền thì không ra đâu anh em ơi. Và ở level 7 với một cái tỷ lệ roll tướng 4 tiền là 10%, roll một phát 2 con, 3 con. Trời ơi, quái trời luôn anh em ơi. Roll tiếp nào. Không có. Ô, hồi cái roll trước là Fiora và Gwen, bây giờ roll lần nữa là Gwen với lại là Fiora. Ảo Maesticula thế mọi người ơi. Ok, bán hết tướng luôn nha. Bích tướng 4 tiền nào, bú vội. Mọi người đừng quên ơi, hiện tại cổng của mình đang chơi á là cổng đầm cua nha. Anh em cứ tưởng tượng đi, đầu game á đầm cua liệu nhiều, xong mà còn có một cái chủ thu già nữa nha mọi người ơi. Thật sự là bao giàu luôn á nha. Và mình cũng đang được 5 cái vị tướng 4 tiền khác nhau luôn nha. Olaf nè, Taric, Tamken, Fiora và cả Gwen rồi nha mọi người. Olaf 6 con luôn rồi nè. Đây 6 con anh em ơi, thiếu 1 con nữa. Còn nó không? Không có rồi anh em. Bây giờ là hết tiền mua tướng 4 tiền luôn rồi đó. Ok, đợi thử luôn anh em ơi. Nếu như mà chỉ cần cái lõi thứ hai, nó ra được cho tôi một cái lõi khác, đó chính là xoay bài tự động, thì bú vội luôn á nha. 6 con tướng 4 tiền luôn anh em. Xoay bài mà chỉ cần hên hên tí thôi nha, là sẽ có luôn được một cái vị tướng 5 tiền 2 sao một cách rất là dễ luôn. Ở round 3 chấm nha mọi người. Nó còn hơn cái việc mọi người ở đầu round 2 chấm á, anh em roll được một cái vị tướng 5 tiền luôn á. Ở đây là tướng 5 tiền 2 sao, nếu như mà hơn nha. Ông này top 1, 100 máu và đang chưa thu bất kỳ một cái trận nào. Rồi, thắng luôn anh em ơi. Này thì top 1 với chúng tôi vậy. Biết level 7, roll hết tiền, kiếm tướng full 4 tiền chưa. Mặc dù không ra bất kỳ được một cái vị tướng 5 tiền nào cả anh em ơi, nhưng mà full một cái phơm bài 4 tiền mà. Ê, lỗi bạc nha, lỗi bạc nha mọi người ơi. Có khả năng ra nha. Đây rồi, 3 tiền vào túi luôn anh em. Tại vì hồi nãy là mình cũng đang được một cái chủ thua 3 trận á. 2 hay là 3 trận gì đó anh em ơi. Nhưng mà cũng được 3 tiền. Ok. Này băng trộm nè, đồng lòng đấu tranh nè. Anh em chọn lỗi bạc đi. Anh em chọn lễ để mình chọn nào. Chỉ cần ra được xoay bài tự động thôi nha mọi người. Xúc sắc vô tận nè, hồi sức theo hàng nè. Và đây rồi, xoay bài tự động luôn anh em ơi. Let's go. Ây da, quá đã luôn anh em ơi. Liệu đó sẽ là pum 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 pum. Được gì đây. Úi xồi, vắt cái đáy à. Đan này 2 sao luôn anh em. Ơ, thế này thì sao thua đây. Lắp đồ luôn cho em nói nha mọi người. Một cái quyền năng nè, lắp luôn cái kiếm anh em à. Tầm này là phải chủ thắng luôn rồi đó. Bây giờ thu khó lắm rồi. Có can trường luôn nha. Có đan này 2 sao luôn anh em ơi. Thu sao nổi đây. Và đó chắc chắn sẽ là một cái chủ thắng 2 trận luôn rồi đó. Đầu game có được một cái lưới vàng rất là ngon anh em. Nhưng mà dòng đời nó đưa đẩy á, không làm được một cái chủ thua 13 trận hoặc là 14 trận cho mọi người xem. Mà đưa đẩy hồi á, mình lên level 7 mình roll kiếm mua một cái phơm bài 4 tiền và có luôn được một cái lõi xoay bài tự động nha. Cái đó mới là cái quan trọng anh em.
và tự nhiên có luôn được con Dan này này, 2 sao tướng 5 tiền ở đầu round 3 chấm, holy shit. Rồi, một cái này vào anh em ơi, và đó là ba băng giá can trường và hóa hình với Bria 5 tiền nè, một cái này hai con nha mọi người, và Dan này 2 sao đang cầm hai cái trang bị lớn. Quả bú luôn rồi, bữa nhẹ, tầm này thì không có cần đúc đâu anh em ơi, tại vì mình đang muốn giữ máu á. Ôi, gặp ông này AFK, đây, chính là công này anh em ơi, đầu game á, mình gặp ổng trước round 2.5, 2.3, 2.4 rồi đó. Nói chung là trước cái rơi đi chợ 2 chấm nha, là mình gặp ổng, cái độ hình của ổng á, bán hết tướng luôn anh em ơi, độ hình của mình cũng là như vậy. Vậy nó mới thua chứ, đúng xàm luôn anh em. Nếu mà chỉ cần gặp ổng sau round 2.5 thôi nha, có nghĩa là ổng đi chợ về lượm được một cái vị tướng bất kỳ ngẫu nhiên luôn á nha, thì mình chỉ cần làm một cái việc đơn giản á, là bán hết tướng thôi nha mọi người, là mình chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà cái xui ở đây á, là trước ra đi chợ mình gặp ổng, đúng cay. Thôi chịu rồi, mất cái này á, được cái kia anh em ơi, mất cái chủ thua liệu nhiều. Mình có luôn được một cái lõi xây bài tự động với một con tướng 5 tiền 2 sao round 3 chấm, let's go. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Nói chung thì tất cả bình luận của mọi người, từ bình luận khen, chê, góp ý hoặc là đưa ra ý tưởng á, thì mình đều đọc được hết cả nha mọi người. Nên anh em cứ yên tâm. Với lại là những cái ý tưởng mà mọi người đặt ra yêu cầu cho mình á, thì mình vẫn đang cố gắng mình săn từng ngày đây. Nhưng mà có mấy cái nó rất là khó luôn anh em ơi. Săn thật sự là hơn cả 2-3 tuần rồi đó chưa ra. Thứ nhất á, là một cái ý tưởng săn được một cái bùa chú tốn 99 vàng và 66 máu nha, để triệu hồi ra một con tướng 5 tiền 3 sao một cách miễn phí luôn anh em ơi. Mình không cần làm gì luôn á, chỉ cần có được cái bùa chú đó lúc mọi người đang còn máu, lúc mọi người đang còn tiền, thì tự nhiên có luôn được một cái vị tướng 5 tiền 3 sao. Nhưng mà săn hoài chưa ra anh em ơi. Ý tưởng thứ hai á, là ý tưởng xoay bài tự động từ tướng 1 tiền lên tướng 5 tiền 3 sao luôn anh em ơi. Nghe thôi là đã khoai luôn rồi đó. Tại vì nếu như mọi người muốn làm được ý tưởng đó, thì anh em cần phải có được hết tất cả các bùa chú xoay bài từ 1 tiền lên 2 tiền, từ 2 tiền lên 3 tiền và từ 4 tiền lên 5 tiền. Và cái lúc á, mà từ 2 tiền lên 3 tiền xong đúng không, là mọi người sẽ có một cái vị tướng 3 tiền 3 sao. Thì anh em cũng cần phải có được một cái lưỡi bạc của mình đang vừa mới có nè, đó chính là xoay bài tự động nha, để xoay từ cái vị tướng 3 tiền 3 sao lên tướng 4 tiền 3 sao nha mọi người. Sau mà về cuối game á, thì mình sẽ bắt đầu đi săn cái bùa chú lại biến hóa để đời, để mà xoay từ tướng 4 tiền lên tướng 5 tiền 3 sao. Cái đó thật sự rất là khó luôn á anh em ơi. Cái khó nhất ở đây á, là cái xoay bài tự động á mọi người. Trời, hôm nay top 1 luôn nè, đang 95 máu, level 7 hơn 50 tiền, giàu ác luôn á chứ. Nhưng mà với một con bà Dana này thì khó thua lắm bạn ơi. Và đó là một cái chuỗi thắng 5 trận liên tục rồi ha. Anh em có góp ý gì về cách mình chơi game hoặc làm video á, anh em cứ bình luận góp ý giúp mình ở phía dưới nha. Thank you mọi người. Qua quýt tờ quýt các kiểu nè. Hên mà cổng này á, là cổng đầm cua chứ không phải là cua khiêu vũ anh em ơi. Mình đang muốn tích máu, không muốn xài máu vào con Bria này. Sau khi mà đúc cái bữa ăn nhẹ á, một cái bữa ăn nhẹ của nó là tốn 3 máu luôn nha mọi người. Thì mình đang muốn để dành máu để ăn chi về cuối game á. Mình mà thích chấp bao nhiêu round thì mình chấp bấy nhiêu round thôi anh em ơi. Tại vì về cuối game á, một round nó đã là một cái chuyện khác nhau rồi. Chọn đóng tiền luôn nè. Uầy, wow, nhức cái nách luôn anh em ơi. Đúng là đầm cua giàu điên. Rớt cục vàng vàng, tưởng là một cái Neko hoặc là một cái trang bị sáng, hoặc là hang tướng 4 tiền, hoặc là nhiều cái trang bị khác anh em ơi. Nhưng mà không, nó không phải là cái gì cả, nó chính là một đống tiền luôn. Và mình đang rất là còn ha, mình đang rất là còn anh em. Rồi, lên level 8 luôn nha. Trời, bao giàu luôn anh em. Cái này chắc là lắp luôn một cái trang bị phép cho nó đi ha. Gần bỏ thạch luôn anh em ơi. Lắp đồ cho một cái na nào. Còn một cái na này á, nó cũng là một cái vị tướng có khả năng hack được tiền nếu như mà may mắn nha.
Tại vì khi mà nó ăn mạng bằng kỹ năng á, nó sẽ có 40% tỷ lệ cướp tướng mà nó ăn mạng về. Giả bộ như mà team bạn có Nami đi, thì khi mà nó ăn mạng con Nami này bằng kỹ năng của con Morgana nha, thì nó sẽ có 40% tỷ lệ cướp cái con Nami đó về cửa hàng của mình, về cái kho tướng, cái hàng chờ của mình đó mọi người. Mình thích á thì mình xài, không thích á thì bán đi được 4 vàng ha. Nói chung là cũng 50-50 hên xui anh em. Đây vừa mới nói nè, được một con Elix tướng 1 tiền anh em. Nếu mà là tướng 5 tiền như là con Nora hoặc là Bria các kiểu thì là quá ngon rồi. Nhưng mà được có 1 tiền à. Loại thứ ba nào? Ui, loại kim cương anh em ơi. Nóng tính, chịu gọi hỗn mang và rồng để trứng vàng nó ngon vậy. Ui xồi, đầu tư nữa anh em ơi. Chắc là mình sẽ lấy luôn cái lõi đầu tư đi mọi người ơi. Tại vì mình đang rất là giàu và cái quan trọng nhất á là cái lõi đầu tư này nó giúp cho mình giàu thêm nữa và tích được lượt roll nha. Ui. Nói chung á là cái lõi kim cương rồng để trứng vàng kia nó cũng rất là ngon. Nếu mà chỉ cần không có cái lõi đầu tư này á là mình chắc chắn 100% với mọi người luôn á là mình sẽ lấy luôn cái lõi rồng để trứng vàng kia. Nhưng mà đây là cái lõi đầu tư này em ơi. Nó cho mình gần 40 tiền. Gần 40 tiền nha, ở round 4 chấm và tích được thêm 3 cái lượt đổi lại mỗi round. Nếu như mà mình có được hơn 80 vàng qua mỗi round nha mọi người. Và mình đang chỉ mới level 8 thôi. Và từ level 8 lên level 10 á, nó sẽ còn một cái chặng đường rất là dài. Và cứ qua mỗi round á, nếu như mà mình chạy cối này em ơi, mình không có roll á, thì tích từ level 8 lên level 10 mình nghĩ chắc là cũng được ít nhất là vài chục lượt roll. Mà một cái lượt roll nó tương đương với 2 tiền rồi. Vài chục lượt nó cũng là vài chục tiền. Ui xồi, cảm ơn một cái này nha. Nó đem về cho mình một con virus 4 tiền luôn anh em. Một round 4 tiền là một cái lượng tiền rất là kinh khủng anh em đừng quên nha. Khi mọi người có được một cái chuỗi thắng 6 trận được thắng có 3 vàng tiền lãi à. Và khi mọi người tích được 50 vàng được thắng có 5 vàng tiền lãi mỗi round à. Còn đây con Morgana một round nếu mà trung bình được 4 tiền á, trời ơi, cái lượng tiền lãi của mình nó phải gấp đôi lên mà. Gấp đôi thiệt anh em. Rồi, ba bảo hộ băng giá, can trường và hóa hình. Được cái đồ hình của mình nó cầm đồ không phải là quá xấu anh em ơi. Đồ đẹp sẽ được là ok. Cố lên, cố lên. Tự nhiên xoay bài tự động được cái con đai này là 2 star đếp máu đi dễ ác anh em. Ngon lành. Mình thấy mấy cái vị tướng là 5 tiền 2 star mà nếu như mà có được sớm á, đếp máu rất là dễ. Một là con Boria, hai là con Dana nha mọi người. Còn mình nghĩ là có con Smolder với lại Cam Mỹ Lệ nữa. Còn những cái vị tướng khác á, thì thường nó sẽ thiên hướng về hỗ trợ hơn hoặc là gây một cái lượng sát thương á, không phải là carry chính thức quá mức anh em. Mà mấy con kiểu như là Boria nè, Cam Mỹ Lệ, Smolder và Dana á, nếu mà được 2 star sớm rất là mạnh luôn. Rồi, bú luôn tướng 5 tiền về anh em ơi. Không xài thì bán thôi. 5 tiền mà, giàu ác. Đấy, được 6 lượt roll rồi nha mọi người ơi. Và anh em đừng quên nha, cái lượt đổi lại này á, nó vẫn tích được ở trong cái ra quái đó. Là nếu như mà mọi người đánh quái ra 4.7 đúng không? Anh em vẫn tích được thêm 3 cái lượt đổi lại. Thế nó mới đẻ chứ. Mình thấy cái hay nhất ở mùa 12 này á, đó chính là cái việc anh em có thể tích được cái lượt đổi lại qua mỗi round. Cái thứ hai á là cái bùa chú nha. Đây là một cái luồng gió thật sự rất là mới mẻ luôn anh em. Hồi trước á, cái mùa trước là kỳ ngộ, mình thấy nó cũng hơi bị cấn cấn đó. Nhưng mà sang cái mùa mới này Riot cập nhập thêm cái bùa chú anh em ơi, rất là hay. Dana gần như là bất tử anh em ơi. Có một cái này nữa nè. Một cái này của mình thì đang không có bất kỳ một cái trang bị nào hồi mana cả anh em. Nên nó xài kỹ năng nó có hơi lâu á. Hơn nó thì ăn được mạng, hắt được tiền, xui thôi chịu. Ok, 9 lượt roll rồi nha mọi người. Và mọi người đừng quên nha. Cái lõi đầu tư này á, nó tính cái lượt đổi lại tối đa 80 vàng là sang rau sau. Có nghĩa là khi mọi người đang có 75 vàng thì anh em thắng trận và sang rau sau lên được tầm hơn 80 vàng á, thì nó mới bắt đầu tính trong cái round đó nha.
không phải tính cái rau trước đó nha mọi người. Nên anh em tích tầm hơn 70 vàng là ok rồi, kiểu đó là ok rồi anh em ơi. Xem rau sau nó tự cộng thêm cái lượng tiền lãi nè, cái tiền chủ thắng nè, hoặc là cái tiền mà anh em mà tích được á, lên hơn 80 là vừa đủ. Ông này là một cái phơm bài tiên linh pháo thủ hóa hình đi chung với can trường các kiểu ha, hỏa đấy nha mọi người. Thằng này khó thua lắm anh em. Nice, và đó là một cái chuỗi thắng 10 trận rồi. Lấy lỗi liều ăn nhiều nhưng mà đầu game dòng đời xô đẩy anh em ơi. Liều ăn nhiều nhưng mà đánh chuỗi thắng nè, nó mới ác quỷ nè. Level 9 rồi nha, và còn hơn 90 tiền nha mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ lên được level 10 trong vòng tầm 5 round nữa, thì chắc là tới round 5.7 đi. 5.7 mà mỗi round là mình được thêm 3 cái lượt đổi lại, là mình sẽ được ít nhất là gần 30 hoặc là trên 30 cái lượt đổi lại sau khi mà mình lên được level 10 nha. Mình tính tròn luôn anh em, là 30 thì mình sẽ được thêm 60 vàng khi mà lên level 10. Phải đấy, giàu thì thôi rồi luôn anh em. Tiền về, tướng về, bán hết anh em ơi. Tầm này tích tướng làm gì nữa, cứ mà khô máu lên level thôi. Trời ơi, một phát hơn nửa kép luôn anh em ơi. Mình tính có hơi nhầm không ta? Phát cái đái à. Mình tính có hơi nhầm không anh em ơi? Mình tính là tầm tới round 5.7 luôn á thì mới lên được level 10. Nhưng mà đây là mới round 5.1, hơn nửa kép bài nó rồi. Thế nó mới ảo mày chưa? Thôi chắc là lắp đồ luôn anh em ơi. Có đồ gì lắp hết luôn đi hơ. Ôi gặp top 1 nè. Level 8 hơn 50 tiền và đang được một cái lõi kim cương rồng đẻ trứng vàng. Oh wow. Gớm đấy. Thẳng được. Cái rồng đẻ trứng vàng này nếu như mọi người chưa có đẻ được á thì nó đang không khác gì chấp một cái lõi kim cương cả. Nên thắng là một cái điều gần như là hiển nhiên luôn rồi á. Một cái này 2 sao anh em ơi. Lên vội luôn cho em nói nha. Lắp đồ luôn nè. Đấy, có gì lắp đó anh em ơi. 18 lượt đổi lại rồi. Wow. Và nếu như mọi người chưa biết á thì bây giờ anh em không cần phải nạp vài củ hoặc là cả vài chục củ luôn vào chỉ để xong một con bếp tím. Mà bây giờ chỉ cần với vài cành thôi, anh em có thể sở hữu được cái nick có sẵn luôn 500 kỳ vật nha. Để mọi người săn bếp tím, anh em chỉ cần một chút may mắn, một chút nhân phẩm thôi thì có thể có được cái con Gwen hàng hiệu nè, Dết tư thần không gian, Mid Fortune thợ chi huy, hoặc là mấy con bếp tím mới này em ơi, và lít cờ răng gọi là mãi bên nhau này, hoặc là sang cái phiên bản sau á là có thêm cả con Malphite máy móc nè, hoặc là con Lulu về bên tinh tú nha. Bao đẹp luôn anh em ơi. Mọi người xem cái trả lời chưa? Ui, ngầu điên. Ngầu thì không đúng mà nó gọi là cute đúng hơn anh em ơi. Và nếu như mọi người muốn thử một chút á thì mình có để cái Facebook của mình ở phía dưới cái phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới nhắn tin qua cho mình là ok nha. Và mọi người đừng quên nha, khi anh em quay cái con bét chiếc tử thần không gian nào, hoặc là bất kỳ một cái vị bét tím nào á, thì nó cũng có một cái tỷ lệ nhỏ ra được cái con Gwen hàng hiệu nha. Và khách của mình mua chắc là cũng mở được hơn 20 con Gwen hàng hiệu rồi anh em ơi. Còn Dết tử thần không gian nè, hoặc là Mid Fortune thợ chơi huy á nha mọi người ơi. Nói thật coi là phải lấy cuốn sách á, anh em viết ra 100 trang mới đủ, tại vì nó quá nhiều đi. Mỗi ngày á là nổ hũ gọi là vài chục con. Thật sự là cái tỷ lệ ra nó hơi bị cao nếu như mọi người nhân phẩm một chút nha. Còn nếu như anh em nào mà không có tự tin về nhân phẩm của anh em á thì anh em đừng lo, bên mình có luôn là nick có bét tím sẵn nha cho mọi người. Quất một phát về chơi luôn, và đây là mức giá sinh viên nha, ai cũng mua được cả, rất là rẻ anh em ơi. Như là con Dết tử thần không gian nè. Còn nếu như mọi người mà muốn có combo xịn hơn á thì Dết tử thần không gian kết hợp đi chung với chiến lực riêng luôn anh em ơi. Bao đẹp bao ngầu. Có Mid Fortune thợ chỉ huy, April học viện, cái xe long nữ, hoặc nếu như mọi người muốn mấy cái nick mà nó có viết bờ rồ hơn nữa thì đó là Gwen hàng hiệu, hoặc là kể gia su hàng hiệu luôn á nha. Anh em hãy cứ nhắn tin qua Facebook cho mình, kéo xuống dưới các phần mô tả nha mọi người. Úi xồi anh em ơi, mình đang level 10 nha, và hơn 100 tiền luôn rồi nha mọi người ơi, với 24 cái lượt đổi lại. Smolder 2 sao nè, Milio nè. Ui ôi, Milio nó ra kìa anh em ơi. Ui ôi, what the hell?
Ron đúng 3 phát được 5 con Milio. Nhậu một xỉn vàng không cần cho lắm nha. Nếu mà cái bù chú ngon nhất ở tầm này á, đó chính là một cái bù chú cho thêm được một cái Neko cỡ lớn anh em. Lên tướng 5 tiền 3 sao cho nó dễ hơn. Chứ tầm này xỉn vàng làm gì nữa. Ở tầm này sao thua anh em. Dan 2, Smolder 2, một cái Nai 2 và gần như là full đồ. Ron cũng khá là ảo luôn á chứ. Ron chiêu chiêu có 3 cái à, được 5 con Milio. Ô ô, cái gì vậy, cái gì vậy? Còn hoài có ai vậy? Hoài có ai vậy anh em? Rồi, và đó là một cái chuỗi thắng 14 trận luôn rồi nha. Cả hai ông gặp mình, thua hết hai ông luôn. Hai cốt thiệt. Nora nè, Nora cây mỹ lệ nè. Ồ, Dana em ơi, phải lấy nha. Cái con này chính là cái con tướng gồng gánh mình từ đầu game đến tận bây giờ luôn đó. Không lấy thật sự rất là uổng ha. Bán mất mang tướng khác anh em, nuôi tướng 5 vàng là chủ yếu thôi. Ồ, một cái đa. Lấy luôn. Phải lấy á. Boria bỏ nha mọi người ơi. Nora bỏ luôn. Ok, gặp bạn ảo. Alo, gặp bạn thật con top 2 chứ. Ông này cũng đang level 9 nè. Ồ, một cái na, 5 con rồi. Cây mỹ lệ với lại Serat không cần chơi lắm anh em. Có Smolder. Ồ, một cái na, 6 con rồi anh em ơi. Bắt cái đái, ngon thế. Cái này ngon nè. Ui, không ra con tướng 5 tiền này mà mình đang chơi. Cây thế nhờ. Ban cái mỹ lệ luôn kìa mọi người. Tại vì trận này đang có người chơi chung bờ Ria nên mình khỏi nuôi luôn anh em. Nuôi chi phí tiền. Lại là cây mỹ lệ à. Ra nhiều thế nhờ. Rồi. Hơn 100 tiền lạ rồi nha mọi người. Và đây là cái cổng đầm cua nên thoải mái. Ông kia mình thấy là vừa mới lấy cái lõi gì, lộn cái bùa chú tốn máu nhưng mà được thêm cái lượt đổ đi phải. Tính khô máu luôn rồi đó. Ồ, tiền về anh em ơi. Nốt ra là phải 100 mấy chục tiền. Nhìn nè, 119 tiền nha. Và sang rau sâu sẽ là để mình lấy mấy cái trang bị lớn để bớt trốn tốn chỗ slot tướng mua anh em. Trời ơi, còn 130 tiền. Milio 6 con. Dana Smolder 6 con. Nếu mà thắng trận sau được cộng thêm 10 vàng. Ok, bú vội. Ông này là cộng 11 máu à. Cái trận sau tỷ lệ rất là cao, gần như là 96,69% luôn anh em, là mình sẽ gặp bạn ảo. Tại vì hai trận trước mình gặp bạn thật rồi á. Lạ là cây mỹ lệ. Đây, gặp bạn ảo luôn anh em ơi. Tính toán chuẩn chưa? Chuẩn ác chiến luôn ấy chưa? Nếu mà thắng trận này được cộng thêm 10 vàng anh em, ngon lành. Ron hết mấy cái chục lượt Ron rồi anh em ơi. Nhưng mà chưa có lên được con tướng nào 5 tiền 3 sao cả. Và mình cũng đang nuôi những cái vị tướng 5 tiền nào á mà không có ai chơi nha. Thì nó mới lên được 3 sao anh em. Chứ nếu như có người chơi thì chịu. 10 vàng về túi về túi. 11 máu à. Chắc là mình sẽ chấp vài rau anh em ơi. Một cái này sắp 3 luôn rồi nè. 7 con rồi anh em. Bán đa này nha. Nói chung á là cũng đang muốn rất rất là muốn nuôi đa này 3 sao luôn anh em. Tại vì sao? Cái con đó là cái con tướng 5 tiền mà mình xoay bài ra được. Cũng như á, nó gồng gánh mình từ đầu game tới tận bây giờ. Lên được level 10 với một cái chuỗi thắng 16 trận rồi. Nói chung là mình cũng muốn nuôi anh em. Nhưng mà ông top 2 kia ông đang chơi. Thế nó mới đầu. Chịu anh em ơi. Ông chơi được mình chịu rồi. Ông level 10. Ông đang có hai con Dana rồi. Boria 2 sai luôn rồi nha. Và mọi người đừng quên nha, tướng 5 tiền á, nó chỉ có đúng 9 con trên cùng một cái vị tướng 5 tiền thôi á. Có người chơi chung mà thì chịu anh em ơi, phải bán thôi. Mình có một cái Neko thì cũng chịu anh em, tại vì ông dành hai con rồi mà. Đa này 2 sao luôn rồi kìa. Serat hả? Lên thử nào. Ô, có Nora luôn. Alo, Milio chứ. Nezot là không cần nè. Nora nè, nuôi thử anh em, lỡ lên được 3 sao sao. Rồi tiếp tục chấp anh em, mình đang còn 50 máu. Thì nếu như mà chấp chuẩn á, thì được ít nhất thêm 2 trận nữa rau 6 chấm như này. Thoải mái ha. Ui, cái mỹ lệ đúng nhiều luôn á chứ.
mình vẫn đang để cái mức là 80 tiền anh em, để mà sang rau được cộng thêm á. Ô, ngon này, ngon nè, Smolder 3 sắp 3 rồi á, 8 con rồi anh em ơi. Ok, Smolder sắp 3, Milio sắp 3, một cái này cũng là như vậy. Nhưng mà đi chợ hang tướng 5 tiền mà mình đang không chơi, thế nó mới cay. Thế nó mới cay chưa anh em. Lâm Sarat về hả? Nora, nuôi thử luôn anh em ơi. Nora tiếp nè, ngon thế. Sarat mới bán xong bạn ơi. Cây mỹ lệ Nora, ok. Nốt ra roll hết tiền luôn anh em ơi. Nhưng mà mình nghĩ là mình còn phải roll chiêu chiêu trước á, tại vì sợ sang rau sau không có kịp roll. Trời, toàn sắp 3 không mà, lại là Nora. Vai đai, toàn 8 con không anh em. Một cái này 8 con, Smolder 8 con, Nora 8 con, Milio 8 con luôn. Khó khó anh em ơi, khó vội khó vội. Cây mỹ lệ nữa nè, con cây mỹ lệ này mày mua nữa là cũng 8 con luôn anh em. Ông này sắp Boria 3 sao luôn rồi kìa anh em. Ôi, bán Castle nè. À, còn nế Nora anh em ơi. Một cái nail 3 nè, lên trước nha, Nora 8 con anh em. Cây mỹ lệ 3 nè, Milio 3 luôn anh em ơi, nó đã. Nó đã anh em ơi, Smolder 3 sao luôn anh em. Nora luôn không? Nora luôn không? Nora? Nora? Come on. Xui thế. Ui, nhưng mà công nhận phê đêm nhờ. Một round up một phát lên 4 tướng 5 tiền 3 sao luôn. Xém tí nữa là 5 tướng 5 tiền 3 sao ở trong cùng một cái trận đấu lên luôn anh em ơi. Nhưng mà nó không được. Mãn nhãn liền. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.